Trong khoảng 3 tháng qua, đã có ít nhất 3 đảng viên nắm giữ những chức vụ quan trọng trong đảng hoặc tổng công ty nhà nước chạy thoát ra nước ngoài bất chấp quá trình điều tra các cáo buộc tham nhũng đang được công an tiến hành. Những diễn biến mới này đã làm dấy lên những lo ngại cho rằng sẽ có khả năng nhiều quan chức khác cũng sẽ chạy trốn trước khi có thể bị bắt hay truy tố. Nhà báo Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn nhận định. Còn liên quan tới cái vấn đề mà nhiều người bỏ trốn thì tôi nghĩ là trong thời gian tới còn chưa được, vì theo tin đấy cho biết là ở trong tập đoàn dầu khí Việt Nam, những cái nhân vật cộng cán và nằm trong danh sách của công an đã điều tra đạt tới 192 người, như vậy là đã có 3 người đi thoát, còn lại 189 người. Và bây giờ thì cái vấn đề còn lại của ông Trọng là ông sẽ phải xem là con số 189 người đó sắp tới nó có bị hao hụt đi hay không. Và muốn không nó không hao hụt thì ông sẽ phải làm cái gì? Liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, từ năm 2015 đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ 3 cựu quan chức thuộc tập đoàn này, bao gồm cựu chủ tịch tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn, ông Trần Đức Chính, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, và ông Trần Đức Minh, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam. 3 quan chức bỏ trốn ra nước ngoài với lý do chữa bệnh hoặc đi học, trong khi cơ quan điều tra công an đang tiến hành điều tra, bao gồm ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người đã từng có thời làm chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. 2 người còn lại là các ông Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi Dầu khí, Lê Trung Dũng, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn từ tháng 9 khi công an Việt Nam có lệnh bắt giam và truy tố ông này. Ngay sau khi phát hiện ông Thanh đã không còn ở trong nước, giới chức công an Việt Nam cho báo chí biết là đã có lệnh truy nã quốc tế đối với nhân vật này. Tuy nhiên, đến giờ, cơ quan công an vẫn chưa có được thông tin về nơi lẩn trốn của ông Thanh, trong khi ông Thanh vẫn tiếp tục gửi ra các hình ảnh và thông tin trên mạng cho thấy ông vẫn khỏe mạnh, bình thường ở nước ngoài. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, những người bỏ trốn thành công đã trở thành những tiền lệ, khiến những quan chức khác nằm trong diện bị điều tra sẽ tiếp tục chạy trốn. Và những nhân vật mà đã có tài sản ở một nền đất thứ nào đó thì họ không muốn một chút nào là họ sẽ bị trở thành con chuột trước cái tình của ông Nguyễn Phú Trọng. Thành thử họ phải tìm cách ra đi. Thì tôi nghĩ rằng họ ra đi bây giờ còn thuận lợi hơn cả trước đây. Tại vì ra đi bây giờ là có một lực lượng nào đó ngầm ẩn hậu thuẫn cho họ. Và rõ ràng là trong suốt thời gian, nếu mà từ suốt thời gian từ tháng 9 tới giờ khi mà Trịnh Xuân Thanh ra đi mà ông Trọng không làm cách nào để lôi Trịnh Xuân Thanh về được, thì đó cũng là một cái bài học để cho những nhân vật mà đang còn nắm trong tầm nắm của công an đấy. Kể từ khi ông Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, giới chức Bộ Công an và cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần trấn an dân chúng rằng không sớm thì muộn, ông Thanh cũng sẽ bị bắt vì đã có lệnh truy nã quốc tế. Tuy nhiên, trong khi ông Thanh chưa bị bắt, thì chỉ trong vòng khoảng một tháng qua đã có 2 quan chức khác của Tập đoàn Dầu khí cũng viện cớ xin ra nước ngoài chữa bệnh và ở lại luôn là ông Vũ Đình Duy và ông Lê Trung Dũng. 2 ông này đều bị nhận những cáo buộc tương tự như ông Thanh là đã cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm, gây thất thoát lãng phí vốn đầu tư. Ông Thanh bị cáo buộc là đã gây thất thoát đến khoảng 3.000 tỷ đồng từ thời ông còn làm ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển đã giải thể và là thành viên của Diễn đoàn Dân sự Việt Nam nhận định trách nhiệm chính phải thuộc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi nghĩ rằng ông Trọng lẽ ra ông phải tự trách ông ấy. Ông là nguyên nhân của mọi nguyên nhân của những cái bọn tham nhũng như vậy mà nó phải chạy trốn ra nước ngoài. Chị hiểu tại sao không? Bởi vì như vậy ông là một người khăng khăng nhất ở trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam suốt mười mấy năm qua về cái chuyện phải giữ khu vực nhà nước, khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Mà giữ vai trò chủ đạo thì hiển nhiên tức là gì, là ông ấy phải nuông chiều các cái doanh nghiệp nhà nước. Ông ấy nuông chiều các doanh nghiệp nhà nước thì cái chuyện mà nó tham nhũng là cái chuyện hiển nhiên. Và bây giờ ông lại bảo là phải đánh cái bọn đấy thì hiển nhiên là nó chạy. Kể từ sau tin ông Lê Trung Dũng bỏ trốn được báo chí loan rộng rãi vào hồi đầu tháng này, đã có những luồng ý kiến cho rằng những nhân vật chạy trốn
vốn là các đảng viên Cộng sản, đã thoát nhờ chỉ thị 15 của Bộ Chính trị. Đây là chỉ thị liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Trong hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2015 diễn ra vào tháng 3 năm nay, Thiếu tướng Công an Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, lý do án tham nhũng được phát hiện là ít là vì công an phải chấp hành chỉ thị 15. Ông nói, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên, mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên. Theo chỉ thị 15 được ban hành vào ngày 7 tháng 7 năm 2007 và được ký bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, quản lý trực tiếp đảng viên đó. Khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt, thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng. Chỉ thị này được cho là để thực hiện quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì điều này cho thấy đảng đã ở trên pháp luật. Nhưng mà với cái chỉ thị 15 là thực sự là họ ngồi trên pháp luật. Và tôi nghĩ rằng như vậy là người dân Việt Nam phải lên tiếng phản đối cái chỉ thị đấy. Dẫu cho đến ông Trọng hay là ông nào mà vi phạm pháp luật cũng là phải bắt. Chứ không phải là như vậy là gì, là chỉ là đảng viên làng nhàng như mấy ông kia. Nhà báo Phạm Chí Dũng thì cho rằng việc công an đổ lỗi cho chỉ thị 15 chẳng qua chỉ là để trốn tránh trách nhiệm. Vì đó là một cái chỉ thị của đảng và thực sự ra nó chẳng liên quan gì lắm cái chuyện công việc tư pháp. Chẳng qua là có một cái lý do thế này, tôi có cảm giác như là một số cơ quan tư pháp của trên công an họ không muốn làm. Thành thử họ đẩy cho cái chỉ thị 15 mà thôi. Thực ra trước đây thì người dân chẳng biết chỉ thị 15 là cái gì, nó chỉ từ tháng 3 như là Việt Hà nói thì người dân mới biết là nó có một cái chỉ thị và nó ràng buộc các trách nhiệm phần nào đó là phải thông qua các cơ quan đảng trong cái việc kiểm tra. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, thì cơ quan công an vẫn có thể cấm một số nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài vì lý do an ninh hết sức mù mờ, thì cũng có thể ngăn cản những quan chức tham nhũng trốn đi nước ngoài với lý do tương tự. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, chỉ thị 15 giúp bảo vệ bộ mặt của Đảng, Cộng sản, cho nên việc bắt giữ nhiều đảng viên tham nhũng sẽ làm hỏng hình ảnh của Đảng. Kính thưa quý vị, trung tuần tháng 6 vừa qua, Nguyễn Phú Trọng bất ngờ dấy lên chiến dịch đả hồ diệt ruồi và mục đích theo như lời ông Trọng là để làm trong sạch đảng. Khởi đầu bằng việc chỉ đạo báo chí khơi mào vụ chiếc xe biển xanh của Trịnh Xuân Thanh và rồi từ đó lần lượt đi đến những sai phạm của Trịnh Xuân Thanh liên quan đến thua lỗ PVC. Nhiều nhà bình luận cho rằng vụ Trịnh Xuân Thanh chỉ là bàn đạp của ông Trọng để từ đó thực hiện những mưu đồ nhắm đến đích cuối cùng là triệt hạ Đinh La Thăng. Tác giả Người Buôn Gió trong phần 1 của loạt bài Trịnh Xuân Thanh dê tế thần có diễn giải cho trường hợp này như sau. Trong trận chiến giữa hai bên, lúc bắt đầu xuất quân, người ta hay chọn một thành yếu, tướng nhỏ để triệt hạ lấy tinh thần cho quân của mình. Câu chuyện chiếc xe biển xanh ở Hậu Giang cũng tương tự như vậy. Vận mệnh đen đủi đã giáng xuống đầu một tiểu tướng có tên là Trịnh Xuân Thanh, quan phó tỉnh Hậu Giang. Thế nhưng thật trớ trêu thay, Nguyễn Phú Trọng còn nhởn như chưa ra tay thì Trịnh Xuân Thanh đã sổng mất. Điều này khiến cho bàn cờ domino của Nguyễn Phú Trọng bị dở dang. Chưa dừng lại ở đó, vào đầu tháng 11, thêm một quân bài nữa tiếp tục bỏ xứ ra đi khi biết mình sắp bị lên bàn tế. Đó là giám đốc PVTech Vũ Đình Duy. Và mới đây nhất, báo chí lại nóng lên với thông tin một ông sếp dầu khí nữa theo chân Trịnh Xuân Thanh để bỏ trốn ra nước ngoài. Dường như giờ đây không chỉ là cuộc chiến giữa Tổng Bí thư Trọng và con ruồi Trịnh Xuân Thanh nữa, mà đã chính thức trở thành cuộc chiến giữa Nguyễn Phú Trọng và dàn lãnh đạo cũ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Đinh La Thăng từng thời cầm đầu. Dưới đây, xin mời quý vị cùng đến với thông tin liên quan mới nhất. Bài bình luận có tựa đề Mối liên hệ sếp dầu khí Lê Trung Dũng với Trịnh Xuân Thanh. Bài viết của nhà báo Lương Bằng đăng trên Vietnamnet. Trước khi làm phó tổng giám đốc PV Power, ông Lê Trung Dũng làm việc ở PVC cùng thời với hàng loạt sếp nay đã bị khởi tố như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận và Nguyễn Mạnh Tiến. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet ngày 9 tháng 12 về trường hợp ông Lê Trung Dũng trốn đi du học ở nước ngoài, ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cho biết,
Quá trình công tác của ông Lê Trung Dũng tại PV Power là bình thường, chấp hành các quy định. Có thời điểm vẫn liên lạc được bình thường, cá nhân tôi lâu rồi không gọi vì khi đó làm việc theo đường chính thức là gửi công văn. Ông ấy không đến công ty làm việc, tôi đã gửi công văn yêu cầu, rồi anh em khác cũng gửi cả email, tin nhắn. Ông Hồ Công Kỳ cho hay. Trước khi làm phó tổng giám đốc PV Power, ông Lê Trung Dũng làm việc ở PVC cùng thời với hàng loạt sếp nay đã bị khởi tố như Trịnh Xuân Thanh, chủ tịch hội đồng quản trị từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 5 năm 2013. Vũ Đức Thuận, tổng giám đốc PVC từ 2009 đến 2013. Duy nhất ông Nguyễn Mạnh Tiến khi bị khởi tố là còn đương chức phó tổng giám đốc PVC từ 2009. Ông Lê Trung Dũng đã được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc PVC từ tháng 8 năm 2008. Trước đó, ông này đã có thời gian dài công tác tại PVC kể từ tháng 4 năm 2000. Ngày 31 tháng 12 năm 2010, PVC miễn nhiệm Lê Trung Dũng khỏi vị trí phó tổng giám đốc. Sau đó, ông này sang làm phó tổng giám đốc của PV Power từ tháng 1 năm 2011. Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, năm 2013, PVC lỗ hợp nhất là 3.202 tỷ đồng, lỗ công ty mẹ là 3.225 tỷ đồng. Dưới thời Trịnh Xuân Thanh, PVC đã làm nhà thầu của một loạt công trình như nhà máy điện Nhơn Trạch 2, nhà máy polypropylene Dung Quất, nhà điều hành Vietso Petro, mở rộng giai đoạn 2 tổng kho xăng dầu Nhà Bè, trụ sở Bộ Nội vụ, tòa nhà Vinafood, công trình nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol Phú Thọ, dự án trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch, khu nhà ở và dịch vụ liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Trong đó, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 ethanol Phú Thọ do PVC làm nhà thầu đang bị phát hiện có nhiều sai phạm. Theo thông báo của PV Power, ngày 10 tháng 10 năm 2016, ông Lê Trung Dũng có đơn gửi công ty xin được nghỉ phép 15 ngày để giải quyết công việc gia đình, không nêu rõ địa điểm nghỉ phép. Căn cứ vào số ngày phép còn lại trong năm 2016 của ông Lê Trung Dũng, tổng công ty đã chấp thuận cho ông Dũng được nghỉ phép theo đúng quy định từ ngày 10 tháng 10 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2016, tức là 9 ngày, và đề nghị ông Dũng có mặt ở tổng công ty sau khi hết thời hạn nghỉ phép. Tuy nhiên, hết thời hạn nghỉ phép, ông Lê Trung Dũng đã không đến cơ quan làm việc mà lại tiếp tục có đơn gửi tổng công ty xin đi học khóa dự bị MBA của Trường Đại học Sư phạm James School of Management tại Singapore trong thời gian 6 tháng. Ngày nhập học là ngày 20 tháng 10 năm 2016. Sau khi nhận được đơn xin đi học ở nước ngoài của ông Lê Trung Dũng, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã không chấp nhận và nhiều lần liên hệ qua điện thoại lẫn email, cũng như gửi các văn bản yêu cầu ông Lê Trung Dũng trở lại tổng công ty để tiếp tục làm việc và giải quyết các thủ tục liên quan. Nhưng ông Lê Trung Dũng vẫn chưa trở lại tổng công ty làm việc. Thời điểm này cũng là thời hạn bổ nhiệm lại chức vụ phó tổng giám đốc đối với ông Lê Trung Dũng. Vì các lý do nêu trên, nên theo quy định quản lý của cán bộ, ông Lê Trung Dũng không được bổ nhiệm lại và không còn là phó tổng giám đốc tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Về việc này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có báo cáo Bộ Công Thương. Như vậy, ba cựu sếp doanh nghiệp nhà nước trốn đi nước ngoài gần đây nhất là Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Trung Dũng đều xuất thân từ vị trí lãnh đạo của các doanh nghiệp ngành dầu khí. Ngay sau khi nhận được báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng phân cấp quản lý cán bộ và theo các quy chế, quy định hiện hành, đồng thời tăng cường quản lý cán bộ, nhất là các cán bộ có liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua trên các trang báo lề đảng có rộ lên thông tin về vụ bổ nhiệm thần tốc cho một vụ phó 9X, chưa từng một ngày làm việc, thoát một cái được lên hàm phó vụ trưởng kinh tế thuộc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Dưới đây là bài viết có tựa đề Ông Vũ Minh Hoàng giỏi cỡ nào? Bài viết của nhà báo Lê Khánh đăng trên báo Người Lao Động Online. Sáng ngày 9 tháng 12, ông Nguyễn Phong Quang, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có buổi tiếp xúc với báo chí xung quanh thông tin điều động, bổ nhiệm ông Vũ Huy Hoàng, sinh năm 1990, ngụ tại tỉnh Bắc Ninh, lên hàm phó vụ trưởng vụ kinh tế thuộc Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thần tốc mà báo chí phản ánh nhiều ngày qua. Thời gian ông Hoàng được bổ nhiệm điều động tại cơ quan này là thời kỳ ông Quang còn đương chức và nắm rõ thông tin về ông Hoàng. Ông Hoàng có trình độ chuyên môn là cử nhân chính trị và quan hệ quốc tế,
tốt nghiệp loại giỏi tại trường Đại học Tổng hợp Kent Anh Quốc, thạc sĩ chuyên ngành phát triển quốc tế, tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Tổng hợp Kent Vương quốc Bỉ, thạc sĩ hành chính công trường Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Trung Quốc, tốt nghiệp loại xuất sắc, thành thạo 5 ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nhật Bản. Khi được hỏi về ông Hoàng, ông Quang trình bày, Hoàng nằm trong diện xuất sắc, lại biết nhiều ngoại ngữ, nên tôi có mời Hoàng về làm phiên dịch cho bên xúc tiến đầu tư của cơ quan. Sau một thời gian làm việc, thấy Hoàng làm rất tốt, nên tôi mới mời Hoàng về đây tham gia phụ trách xúc tiến đầu tư cho Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, và Hoàng đồng ý. Sau đó Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ có xin ý kiến của Ban tổ chức Trung ương, vì Hoàng là trường hợp xuất sắc thì được tuyển thẳng, và Ban tổ chức Trung ương đồng ý cho tuyển thẳng Hoàng, không qua thi tuyển. Khi về đây làm một khoảng thời gian, ông Hoàng có đi Nhật, Hà Lan, xúc tiến đầu tư. Ông Quang cho rằng, thời gian này là thời gian Hoàng có làm việc cho Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, nhưng phần nhiều thời gian là ở nước ngoài, nên một số anh em ở cơ quan không biết mặt Hoàng. Bên cạnh đó, Hoàng có mối quan hệ tốt với nhiều doanh nghiệp nước ngoài và có dẫn đoàn về nước tham quan, làm việc. Chia sẻ về lý do bổ nhiệm Hoàng, ông Quang phân trần, tôi gặp một người ở Đại sứ quán Việt Nam và họ nói rằng, Hoàng giỏi như vậy nên phải có một cái hàm tương ứng để đi gặp đối tác cũng như xúc tiến đầu tư thuận tiện hơn. Cuối cùng tôi bàn với anh em, thôi cho Hoàng làm phó vụ trưởng vụ kinh tế. Việc này có lấy ý kiến văn phòng, trao đổi miệng với một số đảng ủy và lãnh đạo ban lúc đó chỉ có 4 người. Thời điểm đó cơ quan không đông đủ như bây giờ. Có người nghỉ hưu nên bây giờ hỏi những người này có lẽ sẽ không biết Hoàng. Cũng theo ông Quang, khi bổ nhiệm Hoàng đến trước khi qua trung tâm xúc tiến đầu tư thành phố Cần Thơ làm, Hoàng chỉ lãnh 2 tháng lương tại Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Còn toàn bộ thời gian làm cán bộ tại đây, Hoàng không lãnh lương, học phí đi học tại nước ngoài cũng tự lo nên không mất mát gì của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Ông Quang thừa nhận rằng, đâu phải thiệt hại mấy ngàn tỷ đồng, đâu có gì nghiêm trọng, phải chi có sai sót gì đó thì mới đáng nói. Hoàng trẻ, nhanh nhẹn, giỏi nên kiếm người tài như thế này rất khó. Tuy nhiên quy trình thủ tục có hơi cập rập. Theo tài liệu chúng tôi có được, ngày 4 tháng 6 năm 2014, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ có quyết định tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng vào làm việc tại phòng nghiên cứu tổng hợp của cơ quan này. Đến ngày 8 tháng 9 năm 2014, cơ quan này ra quyết định cử ông Hoàng đi học tiến sĩ ở Nhật Bản từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 9 năm 2017. Đến ngày 15 tháng 1 năm 2016, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ có quyết định bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức phó vụ trưởng vụ kinh tế của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Chỉ 32 ngày kể từ khi ông Hoàng được bổ nhiệm làm phó vụ trưởng, ông Nguyễn Quốc Việt, phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, ký tiếp quyết định để ông Hoàng chuyển công tác về Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Lúc này ông Hoàng vẫn chưa hoàn thành khóa học ở Nhật Bản. Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ trong thời hạn 5 năm. Sau đó ông Hoàng lại tiếp tục qua Nhật Bản làm nghiên cứu sinh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần bình luận tổng hợp của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin đừng quên bấm đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất về hiện tình Việt Nam.